Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với Hoàng Sơn Design. Trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn để cắt mẫu đầm này nhá. Chúng ta có một mẫu đầm cổ tim, phần này là phần cổ hai ve. Tân phía bên trái chúng ta sẽ là cổ cổ đực, chưa họng cổ tim thôi. Ở đây chúng ta có một đường cắt rời ngang eo, phía thân trên là bổ mảnh nách, tay thường thôi nhá. Phía bên dưới thì chúng ta sẽ làm dạng đuôi cá, bổ mảnh đuôi cá, được chưa nhá? Thì đầu tiên các bạn sẽ chuẩn bị cho mình thân trước và thân sau của đầm cơ bản. Các bạn nào có nhu cầu mua cái dập gốc cơ bản giống như mình đang có ở đây thì các bạn có thể nhắn tin cho mình qua Zalo nhé. Hoặc các bạn nào có nhu cầu mua sách, đây là quyển sách do mình tự tay soạn. Đó. Mình đang có chương trình là khi các bạn đăng ký học online thì mình sẽ tặng kèm các bạn quyển sách này. Các lớp online của mình thì có từ chân váy cho đến vest măng tô luôn. Đó. Các bạn nào có nhu cầu thì có thể nhắn tin cho mình qua Zalo nhé, để mình báo giá phần học phí chi tiết hơn. Ở đây chúng ta có thân trước và thân sau như này. Đầu tiên thì các bạn sẽ cắt rời cho mình đường hạ heo này ra. Chúng ta xác định cái đường cắt này nhá. Đây, đường cắt này thì các bạn sẽ thấy nó sẽ dài hơn. Thì chúng ta sẽ cắt qua cái đường hạ eo một chút. Ở đây mình sẽ lấy từ hạ eo xuống tầm khoảng 2 phân rưỡi hoặc là 3 phân. Đó. Phần sau cũng vậy nhá. Bạn cắt rời ra cho mình này. Đây chúng ta sẽ có bổ mảnh. Thì các bạn sẽ lấy điểm giữa của nách này. Ta nối một đường cong vào đầu lý thân. Các bạn cắt bỏ ly đi cho mình. Chúng ta cắt theo đường bổ mảnh nách nhé. Tiếp đến thì chúng ta sẽ đóng cái ly vai này lại. Các bạn sẽ lọc bỏ hết cái phần thừa này đi. Kẻ lại đường vai con. Ở đây thì các bạn sẽ xác định cho mình cái ngang cổ. Chúng ta sẽ lấy ngang cổ ra tầm khoảng 8 phân hoặc 8 phân rưỡi. Sâu cổ thì các bạn lấy từ sâu cổ cơ bản xuống cho mình là 9 phân. Ta sẽ nối hai điểm này lại với nhau này. Bạn sẽ đánh cong cho mình nhé. Được chưa? Ở đây chúng ta có thể xử lý cho một cái ly nhỏ vào đây, tránh bửa cổ. Bạn dán nó lại cho mình nhé. Rồi các bạn sẽ cắt theo đường vòng cổ cho mình này. Chưa? Thật sau này, chúng ta sẽ đặt hai đường vai con này bằng nhau. Chúng ta lấy đường ngang cổ của thân sau. Và lấy sâu cổ từ đây xuống cho mình 3 phân đến 3 phân rưỡi nhỉ. Cắt này đi. Chưa? Sau đây các bạn sẽ làm bổ mảnh nách cho mình. Và sẽ lấy điểm giữa nách, các bạn nối vào đầu ly. Được chưa? Lọc bỏ phần ly thân này đi. Cắt theo đường bổ mảnh nhé. Đó. Đây chúng ta có được phần thân phía bên trên. Đối
với thân dưới này. Ở đây thì các bạn sẽ kéo dài đường tâm ly xuống dưới gấu cho mình. Chúng ta xác định đuôi cá thì các bạn có thể lấy bất kỳ nhá. Chúng ta muốn làm đuôi cá dài hay ngắn. Chưa? Ví dụ mình lấy từ gấu lên tầm khoảng 20 đến 25 phân chẳng hạn. Đến đây nhá, thì các bạn sẽ kẻ cho mình một đường này. Chưa? Phần trước này các bạn sẽ làm tương tự thôi. Chúng ta lấy cái đoạn này bằng nhau để giấu phần đuôi cá trước. Sau đó chúng ta sẽ kéo dài đường tâm ly. Bây giờ này, các bạn sẽ cắt rời hết cái này ra cho mình. Cắt rời bộ mảnh này ra nhé. Cách làm thì hai thân này các bạn sẽ làm phần đuôi cá giống nhau nhá, làm đuôi cá giống nhau, do đó mình sẽ làm một bên thôi. Đây nha, chúng ta sẽ cắt hết cái bộ mảnh này ra. Sau đó này, ở đây chúng ta có cái đường cắt đuôi cá này, các bạn sẽ bấm này ra cho mình và lấy điểm giữa này, kẻ cho mình đường ở đây. Ta bấm từ gấu lên nhá. Đó. Sau đó thì các bạn sẽ giải tách ra cho mình. Đặt nó vào đây. Ta muốn độ rộng đây này, phần dưới này ta muốn làm đuôi cá độ xòe nó nhiều thì các bạn sẽ giải tách cái phần này ra nhiều cho mình. Được chưa? Đây nhá, đoạn này các bạn có thể cắt rời nó ra. Sau đó chúng ta sẽ đặt đầu này bằng nhau. Đó. Được chưa? Sau đó chúng ta sẽ dán nó vào đây. Phần mở này tùy ý nhé, các bạn có thể mở tầm khoảng 10 đến 12 phân. Được chưa? Rồi các bạn sẽ cắt này đi thôi. Bên này các bạn sẽ làm tương tự này, cắt đường giữa, chúng ta có thể bấm ra hai bên. Đó. Hoặc các bạn cắt rời ra cũng được, tùy theo. Đấy. Sau đó chúng ta sẽ mở cái này ra, được chưa? Ví dụ mình sẽ mở ra được như này. Ta tỉa luôn đường gấu đi nhé, tỉa luôn phần gấu. Sau đó thì các bạn sẽ ghép nó lại với nhau, ghép lại nhau. Đó. Được chưa? Ở đây thì các bạn sẽ cắt cái phần gấu này đi cho nó tròn như này. Ok chưa nhỉ? Đó. Đối với đằng trước nhá, thì cái mép con đôi này các bạn sẽ để nguyên, chúng ta sẽ mở cái phần này ra thôi. Được chưa? Cách làm tương tự như này. Đó. Đơn giản thì mình sẽ bỏ qua nhá. Ra chỉ đến cái phần cổ.
cổ mình sẽ dùng hai phần thân này. Đầu tiên thì bạn sẽ sang dấu cái phần thân trước ra đây cho mình. Ta thiết kế phần cổ. Để lại đường vai này, họng cổ này. Đường giữa của thân trước. Chờ, bạn bỏ này ra. Tiếp đến này, các bạn sẽ kéo dài cho mình. Chúng ta sẽ đặt thước này trùng với ngang cổ và chân cổ, sâu cổ ở đây này. Kéo dài này về đây. Chúng ta lấy từ đây về phía bên trên này, bằng độ rộng vòng cổ của thân sau 11 phân. Từ đây các bạn lấy lên cho mình 11 này. Chúng ta lấy từ đây về đây 6 phân vuông góc nhá. Tiếp đến đoạn này thì các bạn lấy dây cho mình phân rưỡi 1,5. Chúng ta nối một đường cong vào đây. Tiếp đến chúng ta sẽ kéo dài cái phần này. Được chưa? Ở đây cái cổ này nó sẽ may thẳng đến dưới cái đường cắt này nhá. Sau đó chúng ta sẽ đo. Bạn đo cho mình sau. Chúng ta sẽ đo từ chân cổ này đến cái đường cắt này khoảng bao nhiêu? 26 phân. Thì các bạn lấy từ đây nhé. Lấy về đây cho mình 26 phân. Chờ 26. Đây bằng 26. Đó. Tiếp đến này, các bạn sẽ dựng cho mình một đường vuông góc tại điểm này. Chúng ta lấy gáy cổ sau là 7 phân. Từ đây các bạn lấy xuống cho mình 5 này. Trên cái đường vòng họng cổ cũ ấy nhỉ, 5 phân. Chúng ta kẻ hơi chéo đi một chút. Tính từ đây ra đây cho mình là 8 đến 9 phân. Giờ từ đây đến đây nhá, 8 đến 9 này. Sau đó thì các bạn sẽ nối điểm này xuống đây. Với từ đây nhá, để cong này vút dần xuống đây. Chờ. Đây là đầu ve này, các bạn lấy vào cho mình 3,5 phân hoặc là 4 phân. 4 phân. Ta bách cái này lên. Đây là điểm xẻ ve nhá. Các bạn lấy đoạn này cho mình 3,5 phân. Sau đó chúng ta sẽ nối từ cái điểm 7 phân này. Chờ. Đây là phần lá cổ. Đó. Bây giờ nhá, cắt rời cái này ra cho mình. Chúng ta sẽ có được cái cổ như này. Bây giờ này, ta xác định cái đường này nhá. Cái phần cổ bẻ ở đây. Chưa? Chúng ta sẽ lấy từ cái mép này. Từ đây đến đây, các bạn lấy cho mình tầm khoảng 10 phân đi. Đó, bên đây ấy, 10 phân. Sau đó các bạn này các bạn sẽ chia ra. Sẽ làm đôi. Đó. Thì cái đoạn này nha, các bạn sẽ cắt tách từ đây đến đây cho mình này. Kẻ chéo đi một chút nhá. Đó, 1 này, 2 này, 3. Được chưa? Thành 3 đường này. Bây giờ chúng ta sẽ cắt rời đoạn này ra nhá. Đây là phần lá cổ và phần ve cổ. Bạn cắt rời ra. Tiếp đến này, chúng ta sẽ bấm từ đây, bấm lên trên các cái điểm này. Đây là điểm phần chân cổ đấy nhá. Sâu cổ đấy.
bạn sẽ bấm vào đó. Ok, chúng ta sẽ đặt lên một tờ giấy khác này. Bây giờ thì các bạn sẽ mở nó ra. Cố định cái này lại. Bạn mở đoạn này ra cho mình tầm khoảng 8 đến 10 phân. Thế bên này cũng thế nhá. Này cũng vậy này. Đoạn này các bạn mở ít thôi. Chỗ này mở tầm khoảng 6 đến 8, chỗ này mở tầm 3 đến 4 phân thôi. Được chưa? Đó, chúng ta sẽ có được cái đoạn mở như này. Bây giờ thì các bạn sẽ sang dầu lại hết cho mình này. Còn vẽ lại cho mình cái phần mép này nhé. Đây mình sẽ bỏ này ra. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ lại này. Ta sẽ tỉa nó đi cho nó trơn trơn một chút nhé. Đó, sau đó chúng ta sẽ cắt này đi thôi. Đây chúng ta sẽ được phần ve cổ. Tiếp đến phần lá cổ này nhá. Phần lá cổ này thì các bạn sẽ kẻ cho mình một cái đường cách cái mép chân này 2 phân. Cách đều 2 phân nhá. Để chúng ta cắt rời được cái phần chân. Phần chân của lá cổ. Đó. Cắt này ra. Bây giờ các bạn sẽ đo cho mình cái phần chân vừa cắt rời này ra nhá. Đo đoạn này bằng bao nhiêu này. Mười bảy phân. Đo mép này bằng bao nhiêu nhá. Gần 19 phân. Ok. Bây giờ nhá, các bạn sẽ đi thiết kế cái phần chân như sau. Kẻ cho mình đường vuông góc. Ta lấy từ đây ra đây bằng đoạn chân này. Đây nha, mình sẽ có thể ướm vào đây luôn này. Đó, đánh dấu lại. Bạn dựng cho mình vuông góc lên. Đoạn này các bạn lấy lên cho mình 1 phân rưỡi. 1,5. Ta nối này cong vào điểm giữa nhé. Sau đó chúng ta sẽ lấy đều lên 2 phân. Bây giờ các bạn sẽ kéo dài cái thằng này ra. Giờ chúng ta sẽ đo cái phần mép trên này. Vào đây. Đó. Được chưa? Ta đo lại cái đường cong này bằng với cả chân này.
Bây giờ các bạn sẽ nối cái điểm này vào đây. Ta cắt này ra. Thì đây chính là cái phần chân của cổ hai ve. Khi các bạn may này, chúng ta sẽ may hai này lại với nhau. Ở đây các bạn may lại với nhau. Tí nữa nó sẽ bẻ ra nhé. Phần này này, chúng ta sẽ xử lý, các bạn sẽ cắt lại cho nó thẳng đi cho mình một chút. Hai thằng này thì nó may vào nhau đúng không? Đây. Chưa. Hai người tí may lại với nhau. Đây. Đó. Được chưa? Phần này này. Khi các bạn làm như này thì chúng ta mới tra khóa được phần sau nhé. Còn nếu chúng ta để cái phần lá cổ sau nó liền ấy thì các bạn sẽ không tra được đâu. Được chưa? Khi bẻ ra nó sẽ êm vào như này. Đó, chúng ta may với cả phần lá cổ. À phần ve. Đó. Ở đây nhá. Khi các bạn may thì chúng ta sẽ kẹp nó vào với cả cái thân. Cái điểm sâu cổ ở đây các bạn sẽ đánh dấu lại. Chúng ta sẽ may đây này. Kẹp vào đây nhá. Ở đây chúng ta sẽ bẻ này ra này. Đó, chúng ta may kẹp với cả đường giữa của thân trước. Thì bên này thế này. Đó. Bây giờ các bạn sẽ bẻ này ra thôi. Lên vải nó mềm hơn nhá. Đó. Đây, nhầm. Chưa? Đó. Ta sẽ có được cái cổ dạng bèo như này. Đây nhá. Đây trên vải nó mềm hơn, nó sẽ rủ được đúng hơn. Được chưa? Phía bên bên trái này thì các bạn sẽ đánh dấu cho mình nhá. Chúng ta lấy từ đây xuống này, ví dụ mình sẽ lấy xuống tầm khoảng 7 đến 8 phân, 7 đến 8 này. Chúng ta sẽ đo cái vòng cổ này bằng bao nhiêu, đo từ điểm 7 đến 8 phân này, đo ra đến đây 19 phân rưỡi này. Bây giờ các bạn sẽ ra mẫu cổ như sau.
dựng cho mình một đường vuông góc. Rồi, đường vuông góc như này. Bạn lấy từ cái điểm vuông góc này ra đây bằng vòng cổ đo được trừ đi 0,5. Nhá. Đo từ đây đến đây này, 19,5 trừ đi 0,5 bằng 19. Còn dựng vuông góc lên chúng ta lấy độ cong lên là 2 phân. Vé này cong xuống điểm giữa nhá. Chúng ta cũng sẽ lấy phần chân cổ bằng với cả phần chân cổ của bên hai ve kia là 2 phân. Chưa? Tiếp này các bạn sẽ dựng này vuông góc. Phần này nhá, vuông góc này. Cắt tại đây một điểm các bạn sẽ dựng thẳng ra đây. Vuông góc nhá. Ta đo từ đây đến đây bằng bao nhiêu này? 2 phân. Các bạn lấy từ đây lên đây cho mình 2,5 phân. Sau đó chúng ta sẽ nối này. Cong nhá. Đánh cong vào đây. Sau đó chúng ta dựng cái phần lá cổ thôi. Lá cổ các bạn sẽ để cho mình tầm khoảng 3 đến 4 phân. Đầu ngoài mép ngoài các bạn sẽ để bất kỳ nhé. Sau đó chúng ta sẽ cắt rời hai cái này ra. May này lại với nhau này. Sau đó chúng ta sẽ may với cả phần thân thôi. Phần thân ở bên này thì các bạn sẽ may vào đến đây. Thấy chưa nhỉ? Phía dưới này chúng ta may cái đáp rồi. Nhá. Đó. Ok chưa? Một bên là cổ hai ve. Này bèo xuống dưới. Một bên là cổ đức. Nhá. Hai cái này nó vẫn có cái phần chân ở đằng sau đấy. Đây này. Thì các bạn may cái phần chân này vào đến đây. Được chưa? Phần chân của cái cổ hai ve thì nó vào ở bên kia. Đó. Hai cái sẽ đấu với nhau như này. Nhá. Được chưa nhỉ? Ok. Như vậy là mình đã dẫn xong các bạn cái cách mẫu đầm thân mẫu có sẵn. Các bạn cảm thấy video hữu ích, hãy like, chia sẻ và đăng ký theo dõi kênh mình nhé. Xin chào các bạn.